lên đây các cháu họ ông bà này, hết cho ông bà tí. Nói ngồi thì nhanh, cứ lử lử đây sửa cho bà thấy nhá. Các cháu kéo ra ngoài kia, các cháu sửa cho bà. Đây, máy đây các cháu kéo ra ngoài này sửa cho bà. À, bị hỏng hết rồi bà? Hỏng hết rồi, không có ấy đâu. Các cháu xem sửa xong rồi là lau chùi cho bà thấy nhá. Vâng vâng. Để bà như cái này ra xong rồi các cháu. Con nó. Chờ đợi cháu ngoài kia. Chúng cái này ra. Chính chính cái này ra. Ồ, cái này dần luôn. Cái đấy nguyên đừng động vào không gì. À, lấy cái đấy ra thì chụp lại. Hả? Đây, từ từ. À, nó mắc cái cửa con đây. Đây, ông gì kia đây, cho cháu từ từ mẹ ơi, ép bà rồi. Thank you.
Ông Hồng cái này nè. Không, cái này mai mai thì cho ông nhắc cái nữa. Vâng, vâng, mai cho hành. Cái này cho mai phải hành thôi. Mà giống như cái này nè. Đây rồi. Vâng. Sao còn cái nào Hồng nữa? Có mỗi cái này thôi con ạ. Cái này là Hồng. Vâng. Cây bắt cho đây làm gì? Ở trong này rồi. Trùng trước bắt đầu mới quay nổ không mới cho căng mà. Căng chưa? Chuột thế nào? Chuột đấy. Mẹ con chuột. Nó kêu hồi này đó, kêu hồi này rồi rút bánh đó. Kêu này thì còn giữ cái trục này nhé. Bây giờ
4. Đúng rồi. Không có gì mà. Đầu trên đấy. Đừng vào vòng tròn, nhá đi nhá lại. Để làm chút lúc thôi nha. Nhưng mà bên này nha. Bên này có ván. Kéo xong rồi. Được cầm ăn nữa. Cái này còn chưa hết hơi. Đây là cục kèo à? Chị lại móc thủng đi. Lên đồ gì?
dây dao đây. Rồi rồi, lấy tay xoa đều. Xoa ướm sao vừa bằng cái miếng vá này. Xoa động cho thấy kim keo nữa. Cứ bó phát giữa rồi, xoa đều ra. Rồi xé miếng vá lột vào. Đừng dí tay vào cái kia nó không dính. Rồi, đúng rồi. Ăn chặt. Cái này có. Tiền rồi.
ở bên kia chưa? Mới chục trang. Cái nhà rộng lắm. Bạn biết nhiều đưa ra Cảm ơn ông nha.